đoàn, đoàn 2 là thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, và trong đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đó có cơ cấu một thành viên của Sở Tài nguyên Môi trường để xử lý về mặt tiếng ồn. Và về quy định theo Nghị định 155 của Chính phủ về xử lý về môi trường, thì như vậy thì Sở không có chức năng để đo tiếng ồn. Như vậy thì chúng tôi cũng phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện đo tiếng ồn và xử lý theo quy định. Cái trách nhiệm thứ hai đó là theo Nghị định 167 thì Công an thành phố được xử lý, Nghị định 167 xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thì Công an thành phố được xử lý cái vi phạm tiếng ồn này. Thì tuy nhiên là cái mức xử phạt theo Nghị định 167 thì thấp. Cái thứ ba đó là Nghị định 155 của Chính phủ về xử lý về mặt môi trường. Trách nhiệm xử lý tiếng ồn đó là trách nhiệm của môi trường. Trong cái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng báo cáo với bà con các cử tri và quý đại biểu là chúng tôi đã có hai cái văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong cái giao trách nhiệm cho các ngành liên quan. Thứ nhất là trách nhiệm của ngành văn hóa thể thao, thứ hai là trách nhiệm của Công an thành phố, thứ ba là trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường, thứ tư là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các quận huyện, và thứ năm đó là đề nghị mặt trận các đoàn thể trong cái phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Và trong cái chỉ đạo của ủy ban, trong hai cái nội dung văn bản đó nêu rất rõ trong cái trách nhiệm tại địa bàn dân cư ở đó phải là trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã thị trấn và đồng chí trưởng công an phường xã thị trấn. Trong hai văn bản chỉ đạo của ủy ban thành phố nêu rất rõ nội dung đó. Về vấn đề này thì ngành văn hóa cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các quận huyện trong cái tăng cường công tác quản lý. Chúng tôi cũng đề nghị là các quận huyện chỉ đạo và các phường xã cũng như là công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng cũng như là lực lượng công an các phường xã thị trấn cái tăng cường công tác quản lý, xử lý kịp thời và không để phát sinh những cái mâu thuẫn xảy ra khi có tiếng ồn, mà không chỉ là karaoke mà tiếng ồn từ những cái hoạt động khác nó ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn trong xã hội và xảy ra những hành vi đáng tiếc. Về thể dục thể thao cho người cao tuổi, rồi thể dục thể thao cộng đồng, thì phải nói rằng là trong cái quyết định 2164 của Thủ tướng Chính phủ trong cái triển khai về cái đầu tư các cơ sở vật chất văn hóa thể thao ở cơ sở, thì phải nói là trong những năm qua thì thành phố chúng ta cũng đã có cái tập trung, đặc biệt là đối với các quận huyện. Tuy nhiên là về yêu cầu cơ sở vật chất, về các cái thiết chế thì chưa đảm bảo theo cái yêu cầu đã đề ra. Tại cái phiên báo cáo về cái vai trò của mặt trận trong công tác tham gia xây dựng chính quyền liên quan tới vấn đề mà hát karaoke bằng cái loa kéo, mà có cái ví dụ hoặc là mấy ngày nay trên các cái phương tiện thông tin báo chí, chắc là các đại biểu cũng thấy rất là nhiều ý kiến phản ánh của người dân xung quanh vấn đề này, mà điển hình là tại Bình Chánh. Thì xin mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Chánh có mặt đây không ạ? Kính thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp, theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa thành lập cái đoàn liên ngành 814 trong vấn đề kiểm tra các cơ thi, báo cáo với lãnh đạo thành phố đó, tức là cái độ ồn của các cơ sở này nếu mà vượt ngưỡng thì Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ là cái cơ quan tham mưu xử lý cái nội dung này. Dạ. Như vậy xin hỏi đồng chí Phó Tịch Ủy ban Nhân dân Bình Chánh, như vậy vấn đề tiếng ồn đó nó có gọi là môi trường không? Dạ, báo cáo là có ạ. Như vậy vừa qua của huyện Bình Chánh á, đồng chí xử lý chuyện này sao? Báo cáo đồng chí chủ tọa hội nghị thì đối với những tiếng ồn thì
cái hoạt động mà thường xuyên đó thì phải có sự giám sát liên tục, và trong quá trình triển khai thì phải có những cái chỉ số mà vượt cái mức cho phép thì mới được hoạt động, còn nếu mà không đảm bảo thì sẽ ban hành quyết định và nhắc nhở thường xuyên các đơn vị này. Dạ. Cảm ơn Phó Chủ tịch Nguyễn Bình Chánh. Dạ. Chắc để làm rõ việc này, xin mời chị Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường sẽ trả lời với cử tri. Đây. Thì báo cáo quý đại biểu thì xuất phát từ cái công việc này từ năm 2013 thì chính để cho phép thẩm quyền của Ủy ban dân các cấp và các cái lực lượng thanh tra chuyên ngành kiểm soát tiếng ồn từ lúc 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ở các khu dân cư. Thì báo cáo với toàn thể quý cử tri thì trên địa bàn thành phố thì 6 tháng đầu năm thì đã có 46 trường hợp chúng ta đã lập biên bản và xử lý. Thì việc xử lý này thì ở mức độ là cái xử lý về mặt bằng tiền thì mặc dù là từ 100 đến 300 nghìn cái mức xử phạt có thấp, nhưng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta chấn chỉnh ngay ban đầu cái việc gây tiếng ồn trong cái khu dân cư ảnh hưởng đến hoạt động của người dân. Thì ví dụ như vừa rồi ở phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất thì đặc thù của phường này thì có các hoạt động dịch vụ, nhưng mà bên cạnh đó người dân cũng sử dụng các cái loại hình mà karaoke trong khu dân cư này thì cũng đã xử lý và nhắc nhở. Như vậy cái biện pháp ban đầu đối với hoạt động gây ra tiếng ồn này thì cũng đã được quy định tại nghị định để cơ quan các cấp có thể xử lý và giải quyết việc này. Cái nội dung thứ hai, đối với các cái nguồn mà gây ra tiếng ồn lớn thì báo cáo quý đại biểu là năm 2016 thì chính phủ có ban hành cái nghị định 155 thì cho phép ngành tài nguyên môi trường cùng với các cơ quan có thẩm quyền để mà đo đạc và xử lý. Thì cái việc xử lý này nó mang sâu về tính chuyên ngành. Như vậy thì cái việc mà hiện nay mà đồng chí chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố có nêu thì tôi thấy rằng ngành tài nguyên môi trường cũng sẽ tiếp thu nội dung này và tham mưu thành phố để hướng dẫn ngay hai cái việc. Một là xử lý về vấn đề trật tự theo nghị định 167, và cái thứ hai là tập trung để hướng dẫn về xử lý liên quan đến cái tiếng ồn mang tính chất là cái nguồn gây ra tiếng ồn lớn theo nghị định 155. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề có phát sinh, quan trọng là cái giải pháp chúng ta tiếp thu, tham mưu và xử lý. Thì cũng xin báo cáo thêm đồng chí chủ trì để trên cơ sở đó trong sau cái kỳ họp này thì chúng tôi tiếp thu và có hướng dẫn cho các cái địa phương trong vấn đề xử lý này. Tôi xin hết. Để thông báo kỳ họp thì báo cáo với lại quý vị đại biểu như vậy á, là cũng tại kỳ họp thứ 6 và thứ 9 thì Hội đồng Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc cũng có đề nghị cái nội dung này. Ở đây thì muốn nói rõ hơn là ở tại các cái buổi họp của tổ dân phố ở các cái khu dân cư thì người dân là phản ánh về cái việc làm phiền bởi cái hát karaoke, ngoài những cái việc mà khi người dân tổ chức tiệc tùng cũng như là các cái quán mà khi mở karaoke thì làm phiền đối với những người mà gia đình mà người ta không muốn nghe. Ví dụ như là những cái hành vi đó thì mình không buộc được người dân là sinh hoạt tinh thần. Nhưng ý Mặt trận Tổ quốc muốn nói là khi anh có những cái hoạt động đó thì phải không làm phiền người khác. Mà khi làm phiền thì nó lại dẫn đến là hành vi làm phiền liên tục. Việc này nó sẽ ảnh hưởng ở các khu dân cư, đặc biệt là những cái khu dân cư san sát nhau thì nó rất là khó, và nó chi phối cái hoạt động đời sống của người dân rất là lớn. Một ví dụ mà Mặt trận Tổ quốc đã đưa ra trong cái kỳ họp đó là cái ngày 14 tháng 4 năm 2020 ở huyện Bình Chánh, thì nó xảy ra một cái hành vi là khi hát karaoke như vậy thì người dân ở kế bên người ta nhắc nhở và xảy ra xô xát dẫn đến án mạng. Thì như vậy là cái điều này nó dẫn đến một cái sự bức xúc âm ỉ kéo dài, nó lan tỏa ở các khu dân cư, không phải là một cái hành động tốt. Vì vậy cho nên là Mặt trận Tổ quốc mới đề nghị, tuy nhiên là việc này phải có sự đồng tình của người dân. Trước hết là phải có cái sự đồng tình ở người dân ở các khu dân cư, đưa vào hương ước, quy ước để làm gì? Để trước hết là cái sự đồng thuận, phải có một cái sự sinh hoạt văn hóa, cho dù nó là tinh thần nhưng phải văn minh với nhau trong cái ứng xử. Sau đó thì các cấp chính quyền mới vào cuộc, để nếu như hành vi đó mà không được tuân thủ hoặc là không được chấp hành thì chúng ta mới vào cuộc.
Và khi vào cuộc vậy thì cái quy định của chính quyền phải được chấp hành. Tôi thấy là ở một cái nghị định là 167 thì lại quy định cái thời gian là từ 22 giờ cho tới 6 giờ sáng hôm sau, thì cái đó là nó thuộc về ban đêm. Có nghĩa là từ 6 giờ sáng ban ngày cho đến 21 giờ thì như vậy là không có ai chi phối, mà thậm chí khi mà hát ban ngày, hát suốt ngày thì ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí là những gia đình có con nhỏ, có những người bị bệnh nặng thì khi nhắc nhở, mà nhất là những đám tiệc tùng mà có người nhậu thì cái hành vi không được kiểm soát thì nó rất là chi phối cái hoạt động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân. Do đó thì trên cơ sở đó tôi đề nghị là Ủy ban nhân dân thành phố có cái chỉ đạo để làm sao mà đưa vào các khu phố, tổ dân phố có những cái hương ước, quy ước, trước hết là sự đồng thuận của người dân để giúp nhau trong cái tình làng nghĩa xóm và tôn trọng nhau trong những cái hành vi sinh hoạt, vừa tôn trọng cái hành vi sinh hoạt của bản thân mình, gia đình mình, cũng như là tôn trọng cái sự của cái gia đình khác. Thì như vậy á, thì chúng ta có sự đồng thuận vậy, thì sau khi những cái sự đồng thuận đó mà người dân không chấp hành thì lúc đó chúng ta mới sử dụng các cái biện pháp hành chính thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì trên cơ sở đó tôi xin làm rõ cái ý kiến của người dân ở các khu dân cư và cái ý kiến của mặt trận thông báo tại kỳ họp. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, xin cảm ơn chủ tọa kỳ họp.